Ok, và hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây, và chúng ta hôm nay sẽ chơi một tựa game mới. Tựa game khá là thú vị, mang tên là Hotel Elevator. Thì tựa game này là chúng ta sẽ đóng vai là một nhân viên quản lý khách sạn để cho các cặp đôi vào check in những các cặp đôi và làm nhiều thứ. Thì game này khá là hay nên mình sẽ thử nhé. Cái này cái gì? Cái này phải mua tiền đấy anh em ạ. Rồi, level 1 start bắt đầu. Đấy, nhân viên lễ tân khách sạn đấy. Rồi, có một cô gái. Ok. Lên tầng 3, mình là điều khiển thang máy anh em ạ. Ui, sao có cả những mấy bà già vậy ta? Tiền về. Ok. Cái này thì không quan tâm, mình rất là nhiều tiền, cái game đã được mốt rồi anh em ạ. Yes. Đơn giản chưa? Đơn giản lắm anh em ạ. Đơn giản cực kỳ luôn. Chỉ là điều khiển thang máy thôi anh em ạ. Và điều khiển lên nữa. Đây cặp đôi đấy anh em ơi. Có một cặp đôi đấy. Có một cặp đôi xuống xuống tầng 1 để họ về. Ok, mình là nhân viên lễ tân để điều khiển thang máy anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ sang level 3 nhé. Game khá là dễ. Lại một cặp đôi đi vào tầng 2, đón khách từ tầng này xuống tầng 2, cho cái này lên, xong rồi lên tầng 2 và cuối cùng lên tầng 3. Quá đẹp luôn, hợp lý chưa? Cái game này không cần phải nâng cấp quá nhiều anh em ạ, thu tiền thôi, cho chỉ cần thu tiền thế thôi. Có nâng cấp cái gì không nhỉ? Tôi đang không biết là nên nâng cấp cái gì, không biết nâng cấp được cái gì mà sao nó bảo là đây là các trang phục của lễ tân anh em ạ. Có cả trang phục của imposter lễ tân ảo lòi. Ok, game này dễ dã man, thật sự là mình tưởng nó phải khó lắm cơ, phải quản lý thế nào cơ. Cái gì này, chúng ta sẽ đi lên một người tầng 4, một người tầng 3 anh em ạ. Cặp đôi này lại đi khác tầng anh em ạ. Cho hai lên thêm một tầng nguồn mới. Công việc của chúng ta chỉ cần là rồi cho cái cầu thang này nó chỉ được một người anh em ạ. Nó ở đây bọn nó cũng không khó chịu đâu, thật ra là không khó chịu đâu anh em. Nice, vẫn rất là tốt luôn. Victory. Rất nhiều like. Chúng ta nâng cấp cái gì nhỉ? Cái không nâng cấp được anh em, cho sẽ đổi khách sạn được không? Chắc là mình sẽ đổi khách sạn hoặc như thế nào đấy. Có một ông thợ sửa ống nước ạ, vãi lều. Thợ sửa ống nước, ông lên tầng nào đây? Đây, tầng này đang bị ấy. Thế là mình không đón 2-3 người một cùng một lúc nhỉ? Đấy, xuống tầng 1. Nhân viên thợ sửa ống nước anh em ạ. Bó tay mày luôn. Đón người tầng 4 xong rồi đưa người xuống tầng 2. Quá hợp lý luôn. Thấy chưa? Công việc rất là nhàn. Chỉ điều khiển thang máy thôi anh em ạ. Không có gì là khó à. Không có việc gì khó anh em nhé. Rồi, lại thu được ít tiền để đúc lợn. Nói chung là chăm chỉ làm việc thôi. Chúng ta là con người chăm chỉ mà, đúng không? Ok, chốt được một cái hòm này. Tôi sẽ mở cái hòm này ra thử xem nó có gì. Kiếm ít phần quà, kiếm ít phần thưởng, đúng không? Rồi, tắt cái đi. Và chúng ta sắp lên thêm một cái đời mới. Start, bắt đầu. Let's go. Let's go. Bây giờ sẽ lên đây để đón hai người, một người lên tầng 3 và một người lên tầng 4 anh em ạ. Xong rồi xuống tầng 2 đón một người lên tầng 1. Có ông thợ sửa ống nước kìa anh em ơi. Đưa hai người lên đây. Tăng mức độ hài lòng của những người đây. Đây, thợ sửa ống nước theo đúng nghĩa đen luôn anh em ạ nhá. Nhưng nếu mình đoán luôn thì sao? Nếu mà mình đoán luôn mà lúc mà trong cái đường ống nước nó vẫn đang vỡ thì sao?
thì tôi vẫn chưa tưởng tượng ra là nó sẽ có cái hiện tượng gì xảy ra cả. Stick Hero Tower, một tựa game khác, một tựa game mới anh em ạ. Cũng được à. Chúng ta sẽ cài đặt và mình sẽ vứt đấy, thế mình ngồi chơi. À có Four Trees Defensor, lại một tựa game khác. Ok, chúng ta lên đường làm nhiệm vụ tiếp. Tầng này nó đang không lên được anh em ạ. Tầng này không lên được luôn ạ. Mình sẽ đón thợ sửa ống nước và một vài người ở đây. Bình tĩnh nào người anh em ơi. Họ vẫn vui vẻ mà. Vẫn có một like dành cho chúng ta anh em nhá. Thoải mái đi. Một người tầng 2, một người tầng 3. Thời gian đây này. Nhìn chung là tất cả đều nằm trong cái sự kiểm soát của mình anh em ạ. Nó không khó. Không quá khó khăn. Thực sự là như vậy. Ok. Rồi. 92, 97. Nhiều tiền đấy. Nhưng mà cái game này chỉ có thế thì cũng không có gì gọi là quá là xuất sắc thật. Nó chỉ có như thế này thôi. Nó cũng không lên thêm một cái cấp độ mới gì cả nhé. Ở đấy mình có thể mua bất kỳ một nhân vật nào cũng được mà. Ôi, Rick Track này bằng 250 này đấy. Họ mua robot này. Đó. Imposter này, cướp biển này. Vãi nồi. Nhân viên này nhìn trông hình như nó sẽ chứa được nhiều người hơn hay sao anh em ạ. Có hai người tầng 3 và một người tầng 4 nữa. Hai người, một người tầng 3, một người tầng 2. Và hai người tầng 3. Họ cũng có ấy đó, họ cũng có vậy là ui sủa. Nó là đỉnh của job anh em ơi. Chuyên gia khách sạn, nhà nghỉ, các kiểu là điều. Quái lều luôn. Ok, chúng ta sẽ thử thêm một cái skin khác này. Ui, skin này hiệp sĩ luôn này anh em. Cần thì ra là skin này là ủa như kiểu kẻ giết người anh em ạ. Ảo thật, nhìn trông hơi đáng sợ. Hơi đáng sợ quá. Có một người thoát nước, một người tầng 4 à. Rồi anh em ơi, vẫn chưa xong. Tôi vẫn đang đợi một người tầng 5 đấy, thêm ông thoát nước xuống thì không biết là ông ấy chắc là tầng 1 thôi. Mình cũng nghĩ là tầng 1 thôi. Xong rồi cho con này vào, xong cho con lên tầng 3. Đừng hoảng sợ em ơi. Một người tầng 5, một người tầng 2. Rồi. Vào hết đi các chị ơi. Em hơi bị chuẩn luôn, hơi bị chuẩn giờ luôn đấy. Rồi. Chúc anh chị đi chơi vui vẻ nhé. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhé. Bye bye.